Cảm ơn bạn đã thể hiện xong phần thi của mình. Và bây giờ để xem một phần thi giành được rất nhiều những tình cảm của khán giả sẽ nhận được những lời nhận xét như thế nào từ phía ban giám khảo. Xin mời nhà sản xuất âm nhạc Đỗ Hiếu ạ. Xin chào Thu Hà. Thường thì mọi người sẽ nói là một giọng hát rất là cao vút, rất là nội lực và rất là, nói chung là rất là cao, ở đâu ở trên cao á. Nhưng mà đối với em á, là em có một cái quãng trầm hoàn hảo đáng mơ ước luôn. Tất cả mọi người phải mơ ước có một những cái nốt trầm giống như em. Em hát những cái nốt trầm rất là rõ và rất là dày và rất là rền. Cảm thấy nghe rất là ấm áp và rất là sướng. Rất là sướng tai. Tuy nhiên, ở đoạn cuối em có một vài lỗi nhỏ. Thì hôm qua khi em đến đây thì anh cũng đã biết là em đang bệnh và cảm ho rất là nhiều. Anh sẽ bỏ qua những cái việc đó. Đây là một phần trình diễn từ chiều đến giờ thì anh thích nhất. Xin cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn Thu Hà. Xin mời bạn vào phía trong.